là nó rất là đặc biệt ở chỗ là chúng ta cái kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Thành ra là lãnh đạo Sở Y tế cũng đã yêu cầu là cái chuyện trực gác đó, bình thường đã nghiêm túc rồi thì bây giờ cái đợt này càng phải nghiêm túc hơn nữa. Và các ca trực phải bố trí làm sao hài hòa, để làm sao khi mà có sự việc trước khi huy động lực lượng tăng thêm thì cái lực lượng trực phải giải quyết được ngay tức thời, chứ không phải đó là bây giờ trực thì tôi có thôi nhưng mà thiếu cái này thiếu cái kia này khác thì tôi xin đảm bảo cái chuyện đó là đảm bảo tất cả các lực lượng có thể xử lý được. Và trong khi nếu mà cái tình hình nó quy mô nó cần thiết hơn nữa thì Sở Y tế sẽ huy động thêm cái lực lượng để cả cái y tế dự phòng cũng như điều trị để đáp ứng được cái yêu cầu một cách tốt nhất trong những ngày tới. Cũng tránh trường hợp gây cho người dân hoang mang quá độ, tức là có những cái trường hợp bệnh cũng sốt, cũng nhiễm trùng, cũng viêm phổi nhưng hoàn toàn không có yếu tố dịch tễ thì không có nghĩa là nhiễm cái con virus này. Để kết hợp với cái việc mà giám sát ở cộng đồng thì cái vai trò truyền thông là hết sức quan trọng, để người dân khi có những dấu hiệu biểu hiện nghi ngờ là viêm đường hô hấp cấp mà có yếu tố dịch tễ liên quan đến đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày để sớm đến cơ sở điều trị để được khám, chẩn đoán và khẳng định hoặc là loại trừ.